Đòn tấn công này của Nga đã chứng minh hiệu quả khả năng tấn công chính xác và độ tin cậy của tên lửa hành trình tấn công mặt đất R-500 được phóng từ bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander nổi tiếng của Nga. Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh tình hình chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Qua mặt phòng không Ukraine, tên lửa Nga khiến lính đánh thuê thiệt hại nặng nề. Cảng quan trọng của Nga bốc cháy dữ dội, nổ lớn rung chuyển thành phố Ukraine do Moscow kiểm soát. Mỹ cảnh báo xung đột vừa ra ngoài châu Âu, Nga kêu gọi lính Ukraine đầu hàng. Qua mặt phòng không Ukraine, tên lửa Nga khiến lính đánh thuê thiệt hại nặng nề. Lực lượng phòng không Ukraine đã ngủ quên khi để toàn bộ tên lửa Nga bắn trúng khách sạn Rivera Regat ở thành phố Zaporozhye, khiến cho 45 lính đánh thuê NATO thiệt mạng. Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, quân đội Nga đã phóng tên lửa hành trình chiến thuật R-500 từ hệ thống Iskander-K và tất cả đều đánh trúng khách sạn Rivera Regat ở thành phố Zaporozhye, miền nam Ukraine. Theo quân đội Nga, khách sạn này là nơi tập trung lính đánh thuê của NATO. Theo báo cáo, 45 lính đánh thuê đến từ các nước thuộc NATO đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa có chủ đích và 70 người khác bị thương trong vụ nổ. Theo các nhân chứng, khoảnh khắc tên lửa Nga lao vào khách sạn Rivera Regat bùng lên thành một quả cầu lửa màu vàng sáng khi quả tên lửa thứ hai bắn trúng trong đoạn clip thót tin. Trong khi các bức ảnh khác được các quan chức chia sẻ sau vụ không kích cho thấy một miệng hố lớn do tên lửa Nga phát nổ tại khách sạn Rivera Regat và những chiếc ô tô xung quanh tòa nhà bị hư hỏng nặng. Đánh giá từ những hình ảnh tại hiện trường, tòa nhà của khách sạn Rivera Regat ở thành phố Zaporozhye không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng tất cả các phòng đều bị ảnh hưởng bởi vụ nổ và những người ở trong phòng đều bị ảnh hưởng ở các cấp độ. Đòn tấn công này của Nga đã chứng minh hiệu quả khả năng tấn công chính xác và độ tin cậy của tên lửa hành trình tấn công mặt đất R-500 được phóng từ bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander nổi tiếng của Nga. Nhưng điều khiến các nhà phân tích quân sự ngạc nhiên là lực lượng phòng không của Ukraine tại thành phố Zaporizhia đã không đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào thành phố và khách sạn Regat Rivera vào tối ngày 10 tháng 8. Sai lầm của lực lượng phòng không sẽ có hậu quả bi thảm và chết người. Về vấn đề này, các phóng viên truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, nguyên nhân chính khiến cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đạt hiệu quả cao là do lực lượng phòng không Ukraine tại Zaporizhia đã ngủ quên, nên đã không đưa ra bất kỳ cảnh báo phòng không nào đối với quân đội Ukraine và người dân địa phương. Các binh sĩ Ukraine tiết lộ trên mạng Telegram rằng, ngay sau khi 132 lính đánh thuê nước ngoài đến một khách sạn bỏ hoang ở thành phố Krasnolimansk vào ngày 5 tháng 8, họ đã ngay lập tức bị tên lửa Nga tấn công chính xác. Một quả tên lửa với đầu đạn nhiệt áp xuyên qua mái nhà và 132 lính đánh thuê nước ngoài đã hứng chịu thiệt hại nặng. Lý do chính cho việc lộ thông tin và vị trí của lính đánh thuê nước ngoài là do mạng lưới tình báo của Nga cực kỳ hiệu quả. Nhiều lính đánh thuê không ngờ tới là chỉ trong vòng 24 giờ sau khi đến chiến trường Ukraine, họ đã bị tên lửa nhiệt áp của Nga đốt thành than cốc. Trong các vụ tập kích vào các địa điểm nghi có lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine, quân đội Nga thường sử dụng tên lửa Iskander. Hệ thống Iskander có thể phóng hai loại đạn, một loại là tên lửa đạn đạo chiến thuật và một loại là tên lửa hành trình. Cần phải lưu ý rằng tên lửa đạn đạo Iskander-M là vũ khí có sức công phá mạnh của Nga. Nó liên tục thay đổi quỹ đạo trong suốt chuyến bay và rất khó để đánh chặn cũng như phán đoán hướng di chuyển của tên lửa. Tầm bắn của loại tên lửa đạn đạo Iskander từ 300 đến 500 km. Một số chuyên gia quân sự khẳng định đánh chặn tên lửa là có thể, nhưng vô cùng khó khăn. Điểm nổi bật của Iskander-M là có sức xuyên phá rất lớn. Việc phá hủy các hầm chứa, nhà kho, căn cứ hay công sự dưới lòng đất là nhiệm vụ chính của vũ khí này. Loại tên lửa thứ hai được sử dụng trong cuộc tấn công là tên lửa hành trình Iskander-K. Tên lửa được triển khai và tấn công theo một cách bí mật. Theo một số báo cáo, loại tên lửa này có thể được phát hiện tại một thời điểm nhất định trong chuyến bay của nó. Tên lửa hành trình này có tên là R-500, là phiên bản cải tiến từ tên lửa hành trình Kalib phóng từ tàu chiến. R-500 có tốc độ bay thấp hơn nhiều so với Iskander-M và do đó rất phù hợp để tấn công trực tiếp các mục tiêu trên mặt nước. Tầm bắn của tên lửa R-500 từ 500 đến 800 km. Iskander-K là một trong những tên lửa hành trình có độ chính xác cao. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, loại tên lửa này rất ít được sử dụng. Theo đánh giá, tên lửa Iskander-K cũng rất khó bị đánh chặn. Cảng quan trọng của Nga bốc cháy dữ dội, nổ lớn rung chuyển thành phố Ukraine do Moscow kiểm soát.
truyền thông Nga đưa tin một ngọn lửa bùng phát trong nhà ga hàng hóa của cảng Novorossiysk trên Biển Đen của Nga và bao trùm ít nhất 1.300 m². Trong khi đó, thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov thông báo về các vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố ở tỉnh Zaporizhia do Nga kiểm soát. Theo Kiev Post, một đám cháy lớn bao phủ ít nhất 1.300 m² đã bùng phát tại nhà ga hàng hóa của một cảng ở Novorossiysk, Nga vào sáng thứ Sáu. Cột khói đen khổng lồ có thể được nhìn thấy từ nhiều khu vực khác nhau, cách xa hiện trường hàng chục km. Báo cáo ban đầu nói rằng các thùng dầu nhiên liệu đặt trên pallet gỗ đã bốc cháy tại cảng Biển Đen ở vùng Krasnodar của Nga. Trong đoạn video được đăng tải vào hôm thứ Sáu, cảng Novorossiysk chìm trong biển khói đen kịt. Người dân cho biết khói có thể nhìn thấy từ nhiều nơi khác nhau của Novorossiysk. Ấn phẩm địa phương Kuban 24 cho biết đám cháy bùng phát ở quận phía đông Novorossiysk và 42 người lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Người dân địa phương theo dõi đám cháy từ các căn hộ của họ nói rằng họ đã nghe thấy tiếng nổ. Cư dân của Kabardinka, thành phố nằm cách Novorossiysk 20 km cũng cho biết nhìn thấy cột khói bốc lên trời. Novorossiysk là một trong những cảng biển đen chính của Nga và là điểm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng. Trước đây, các đám cháy khác như vậy đã bùng phát ở cảng, bao gồm cả các vụ cháy ở bể chứa dầu lớn. Đầu tháng 8, cơ quan an ninh Ukraine đã tiến hành một chiến dịch ở vùng Novorossiysk. Vào đêm ngày 4 tháng 8, một máy bay không người lái trên mặt nước đã tấn công tàu đổ bộ Onen Legoski Goniak. Theo báo cáo, nhiều khả năng người Nga sẽ không thể sửa chữa con tàu sớm. Trong một diễn biến liên quan, thị trưởng thành phố Ivan Fedorov cho biết các vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố Melitopol do Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhia vào sáng ngày 18 tháng 8. Ông Fedorov nói rằng tuyến đường sắt ở lối vào khu vực Avimisteko gần căn cứ không quân của thành phố đang được các đội phá bom kiểm tra. Trước đó, các vụ nổ đã được nghe thấy ở các thị trấn Tomak do Nga kiểm soát, cách Melitopol khoảng 45 km về phía bắc và Kirilika, cách đó khoảng 45 km về phía nam trên bờ biển Azov. Theo hãng tin địa phương RIA Melitopol, các nhân chứng đã nghe thấy tiếng nổ vào buổi sáng từ hướng Novi Melitopol. Hàng chục binh sĩ Nga bị thương được cho là đã được đưa đến các bệnh viện dân sự trong thành phố. Kể từ khi lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu cuộc phản công vào tháng 6, các vụ nổ thường xuyên xảy ra ở khu vực Melitopol. Mỹ cảnh báo xung đột vừa ra ngoài châu Âu, Nga kêu gọi lính Ukraine đầu hàng. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine không chỉ là vấn đề của châu Âu và hậu quả của nó sẽ vượt ra ngoài phạm vi châu lục. Ông Biden đưa ra phát biểu trên trong hội nghị thượng đỉnh ba bên với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại trại David ở bang Maryland, Mỹ. Ông Biden nhận định Nga không thể đạt được các mục tiêu đặt ra ban đầu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi Nhật Bản đã thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ thông qua G7 và đóng góp đáng kể về hỗ trợ tài chính, viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương và nhân đạo cho Kiev, cũng như phối hợp các biện pháp trừng phạt quốc tế chống Moscow. Giới chức Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu của lãnh đạo Nhà Trắng. Moscow kêu gọi lính Ukraine đầu hàng chống Kiev. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, phát ngôn viên của cơ quan này, khuyến nghị thành viên của các lực lượng vũ trang Ukraine hãy đầu hàng hoặc hướng vũ khí chống lại phía chính quyền Kiev. Bà Zakharova nhấn mạnh, trong các trường hợp như vậy, Moscow sẽ đảm bảo việc đối xử nhân đạo và lòng tôn trọng dành cho các quân nhân Ukraine. Người phát ngôn cũng cáo buộc Kiev tiếp tục dùng vũ khí của NATO, kể cả bom chuẩn bị cấm để tấn công các thành phố và làng mạc Nga, dẫn đến thương vong cho dân thường. Các quan chức Ukraine chưa lên tiếng phản hồi về tuyên bố của bà Zakharova. Nga đã lên tiếng cảnh báo về vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, việc sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh răn đe hiện nay là phản ứng khả thi duy nhất đối với một số mối đe dọa nghiêm trọng từ bên ngoài nhằm vào an ninh Nga. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!